Kính chào quý vị và các bạn, ngày hôm nay thứ năm ngày 21 tháng 1 năm 2021. Kính mời các bạn xem bản tin chính quyền Biden cứng rắn với Trung Quốc nhưng liên kết với đồng minh. Chính quyền của tân tổng thống Mỹ Biden tiếp tục có thái độ cứng rắn với Trung Quốc nhưng sẽ liên kết chặt chẽ với các đồng minh chứ không đi theo chính sách ngoại giao đơn phương như ông Donald Trump trong 4 năm giữ nhiệm kỳ tổng thống của mình. Hoa Kỳ đã lao vào cuộc chiến đối đầu rất quyết liệt, một mất một còn với Trung Quốc, không khác gì cuộc đối đầu Liên Xô vào thời điểm chiến tranh lạnh. Trong thời gian tổng Donald Trump tranh cử tổng thống nhiệm kỳ 2, các thành phần bảo thủ bên Đảng Cộng hòa cũng đã liên tục đả kích ứng cử viên Biden nói riêng và Đảng Dân chủ nói chung là đã tỏ ra quá nhu nhược với Bắc Kinh, gián tiếp tạo điều kiện cho Trung Quốc trỗi dậy mạnh mẽ như thế. Trước những lời chỉ trích này, các bộ trưởng tương lai của tổng thống Biden đã tỏ thấy là chính quyền của Đảng Dân chủ cũng sẽ biết đương đầu với Bắc Kinh trong thời gian tới. Đây là hình ảnh ông Antonio Blinken điều trần tại tiểu bang đối ngoại Thượng viện Capitol, Washington vào ngày 19 tháng 1 năm 2021 trước khi được chính thức thông qua chức Ngoại trưởng Hoa Kỳ. Vào hôm 19 tháng 1 năm 2021, khi ra điều trần trước Thượng viện để được chấp thuận làm Ngoại trưởng của Tổng thống Biden, ông Antony Blinken đã tuyên bố như sau: "Chúng ta có thể chiến thắng trong cuộc cạnh tranh với Trung Quốc." Cũng giống như chính quyền của Tổng thống tiền nhiệm Donald Trump, ông Blinken xem siêu cường đối địch với Hoa Kỳ là thử thách tối quan trọng đối với nước Mỹ. Thậm chí, nhân vật được ông Biden đề cử làm ngoại trưởng còn công nhận cựu Tổng thống Donald Trump đã có lý khi chọn một lập trường cứng rắn hơn đối với Trung Quốc. Tuy nhiên, ông không đồng tình với cách thức mà ông Trump thể hiện lập trường cứng rắn này. Tuyên bố nói trên của ông Blinken chắc đã làm nhà tỷ phú mát ruột vì trong suốt nhiệm kỳ 4 năm vừa qua, Donald Trump vẫn luôn đề cao chiến lược của ông đối đầu với Bắc Kinh. Trong bài phát biểu từ giã Nhà Trắng, cựu Tổng thống Mỹ cũng đã nêu bật rằng chúng ta đã tạo được xung lực mới cho các liên minh của chúng ta và đoàn kết được các quốc gia trên thế giới để đối đầu với Trung Quốc một cách mạnh mẽ chưa từng có. Trong buổi điều trần trước Thượng viện, ông Blinken cũng đã đồng tình với cáo buộc Trung Quốc phạm tội diệt chủng đối với người Duy Ngô Nhĩ Hồi giáo như thông cáo của Ngoại trưởng mãn nhiệm Mike Pompeo thông báo. Về phần Bộ trưởng Tài chính tương lai Janet Yellen, trong cuộc điều trần trước Thượng viện, bà cũng đã cho biết là về thương mại, chính quyền của Biden sẽ giữ nguyên chính sách của chính quyền Donald Trump. Bà Yellen coi như đã lập lại đúng những cáo buộc mà Tổng thống mãn nhiệm đưa ra như sau: chúng ta phải tấn công vào những hành động lạm dụng bất công và bất hợp pháp của Trung Quốc. Cụ thể đó là ăn cắp sở hữu trí tuệ và cưỡng ép chuyển giao công nghệ và trợ cấp trái phép cho các doanh nghiệp. Bà Janet Yellen, Bộ trưởng Tài chính tương lai. Đây là hình ảnh của bà. Tuy không nêu chi tiết, nhưng Bộ trưởng Tài chính tương lai Janet Yellen vào hôm vừa qua cũng đã cho biết chính quyền của Biden sẽ sử dụng nhiều công cụ để chống những hành động đó của Bắc Kinh. Chính là nhân danh việc bảo vệ các doanh nghiệp và người lao động Mỹ mà vào năm 2018, Tổng thống Donald Trump đã cho phát động một cuộc chiến thương mại chống cường quốc kinh tế thứ hai của thế giới. Cuộc thương chiến chỉ tạm ngưng với thỏa thuận mà hai bên ký vào tháng 1 năm 2020. Theo đó, Bắc Kinh cam kết sẽ mua thêm hàng hóa của Mỹ. Nhưng hai bên vẫn giữ nguyên phần lớn các thuế quan mang tính trừng phạt. Nếu như chính sách của Tổng thống Biden đối với Trung Quốc vẫn sẽ cứng rắn giống như người tiền nhiệm Donald Trump, tân Tổng thống Mỹ sẽ thay đổi phương pháp, đó là Hoa Kỳ kể từ nay sẽ không đơn thương độc mã trong cuộc đối đầu với Trung Quốc mà sẽ dựa vào các đồng minh. Đây là điều mà cả hai vị bộ trưởng tương lai của ông Biden đều nhấn mạnh. Bà Janet Yellen đã tuyên bố Hoa Kỳ sẽ làm việc với các đồng minh, nhất là với Liên hiệp châu Âu, vốn đã lên án những hành động của Trung Quốc về thương mại. Còn về phần Antonio Blinken, ông khẳng định phải hợp tác với các đối tác của đồng minh thay vì bài bác họ. Theo Ngoại trưởng tương lai của Mỹ, Washington phải tham gia vào lãnh đạo các tổ chức quốc tế thay vì rút ra khỏi các tổ chức đó. Mỹ cũng đã tố cáo Trung Quốc diệt chủng người Duy Ngô Nhĩ. Và từ giờ, Hoa Kỳ xem Trung Quốc là tội phạm diệt chủng đối với người Hồi giáo Duy Ngô Nhĩ ở Tân Cương. Đó là tuyên bố của Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo vào hôm thứ Ba ngày 19 tháng 1 năm 2021, một ngày trước khi Tổng thống Biden tuyên thệ nhận chức. Ngoại trưởng tương lai Antony Blinken cũng chia sẻ lời tố cáo này. Đây là hình ảnh ông Ngoại trưởng Hoa Kỳ Mike Pompeo. Từ hai năm nay, chính quyền của Donald Trump đã lên án chế độ Trung Quốc mở các chiến dịch đàn áp tại vùng biên để chấn áp. Vào hôm thứ Ba ngày 19 tháng 1, Ngoại trưởng Mike Pompeo tố cáo Bắc Kinh đang tiến hành một cuộc chiến dịch diệt chủng, một mưu toan có hệ thống của nhà nước Trung Quốc
nhằm tiêu diệt sắc tộc Duy Ngô Nhĩ. Tội ác nhân loại này được thi hành ít nhất là kể từ tháng 3 năm 2017. Theo hãng tin AFP, đây là một quyết định pháp lý của Bộ Ngoại giao Mỹ mở đường cho các biện pháp trừng phạt kế tiếp. Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo đã nhân danh Hoa Kỳ kêu gọi Trung Quốc trả lại tự do tức khắc cho những người bị giam cầm tùy tiện, dẹp bỏ tất cả các trại tập trung, chế độ quản chế và cưỡng bách lao động. Ngoài ra, ông Antonio Blinken, người được Tổng thống đắc cử Biden đề cử vào chức vụ Bộ trưởng Bộ Ngoại giao, đã nói với Ủy ban Đối ngoại Thượng viện trong phiên điều trần xác nhận đề cử vào ngày 19 tháng 1 rằng ông đồng ý với tuyên bố diệt chủng này. Tôi nghĩ chúng tôi hoàn toàn đồng ý việc cưỡng ép đàn ông, phụ nữ và trẻ em vào các trại tập trung mà trên thực tế là cố gắng giáo dục họ để trở thành những người tuân theo hệ tư tưởng. Tất cả điều đó nói lên nỗ lực thực hiện tội ác diệt chủng, ông Blinken cho biết. Ông Blinken cũng nói rằng trong một những điều mà ông sẽ làm trong 30 ngày đầu tiên trên cương vị Ngoại trưởng Mỹ là xem xét để đảm bảo không nhập khẩu các sản phẩm do lực lượng lao động bị cưỡng bức ở Tân Cương làm ra, và chính quyền mới cùng một lập trường với chính quyền trước đây. Ông Biden lúc đang vận động tranh cử cũng đã lên án chính quyền độc tài Trung Quốc diệt chủng người Duy Ngô Nhĩ. Và Ngoại trưởng tương lai Antonio Blinken hôm thứ Ba cũng xác định ông chia sẻ lời tố cáo Trung Quốc diệt chủng. Đây là hình ảnh nhân viên bảo vệ đứng gác ở cổng trung tâm dạy nghề ở khu tự trị Tân Cương, Trung Quốc. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc trong phản ứng đầu tiên đã lên án Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo là nói dối, không có cơ sở và vô liêm sỉ. Trong những ngày cuối cùng của ông Donald Trump tại vị ở Nhà Trắng, chính quyền Washington đã công bố lệnh trừng phạt tập đoàn dầu khí Hải Dương Trung Quốc khổng lồ với tên CNOOC, vì tập đoàn này đã giúp chính quyền Trung Quốc đe dọa các nước láng giềng ở Biển Đông. Tập đoàn CNOOC là đơn vị thuộc sở hữu giàn khoan Hải Dương 981, từng được điều động để xâm phạm vùng lãnh thổ và chủ quyền của Việt Nam trên Biển Đông. Nhận xét về thái độ trên khi trả lời phỏng vấn báo Thanh Niên, ông Gregory Poling, giám đốc chương trình AMTI, Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế CSIS của Mỹ, nói rằng CNOOC là công ty đáng chú ý nhất không nằm trong nhóm bị trừng phạt hồi tháng 8 năm 2020, tức là liên quan đến Biển Đông. Nên việc Washington giờ đây trừng phạt thêm công ty này thì không có gì đáng ngạc nhiên. Thông tin được đưa ra vào ngày 18 tháng 1 đưa tin nhà máy sản xuất khí đốt ở vùng nước sâu với thiết kế nửa chìm nửa nổi của CNOOC đã sẵn sàng đến mỏ khí đốt của nước sâu ở Biển Đông. Nhà máy này sẽ được đưa đến lô dầu khí Longshin 17/2 nằm ở độ sâu 1.500m và cách 150 km về phía nam của thành phố Tam Á, tỉnh Hải Nam. Đây là nhà máy khí đốt nước sâu đầu tiên do Trung Quốc tự chế tạo, có phần thân chính nặng tới 110.000 tấn, sàn rộng bằng 2 sân bóng đá tiêu chuẩn quốc tế, có thể chứa tối thiểu 21.000 m³ dầu. Dù cho rằng lệnh trừng phạt trên mang ý nghĩa gửi thông điệp cam kết của Washington đối với Đông Nam Á, nhưng ông Poling cũng đánh giá rằng các điều khoản trừng phạt CNOOC chủ yếu mang tính tượng trưng chứ chưa phải là các biện pháp trừng phạt tài chính. Và một điều đáng quan tâm là giống như các danh sách trừng phạt hồi tháng 8 năm 2020, Washington dường như đang chọn sai đối tượng để trừng phạt. Ví dụ những hành vi của CNOOC đối với Biển Đông thì đã diễn ra từ năm 2014 rồi. Và tương tự, một số công ty nạo vét ở Trung Quốc đã xây dựng hạ tầng trên các đảo nhân tạo ở Biển Đông rất lâu rồi, thì hành vi cũng đã diễn ra từ những năm 2013 cho đến 2015. Đây là hình ảnh hoạt động xây dựng cải tạo trái phép của Trung Quốc tại bãi đá Ca Ven trên quần đảo Trường Sa thuộc chủ quyền của Việt Nam. Theo ông Poling, biện pháp trừng phạt sẽ hiệu quả hơn nếu nhằm vào các hoạt động khảo sát, khai thác thủy sản trái phép cũng như lực lượng dân quân biển và các đối tượng khai thác ở Trung Quốc đang vi phạm ở Biển Đông. Dư địa cho ông Biden như thế nào? Hiện tại, quan điểm ở Biển Đông của Quốc hội Mỹ đang có dự luật đạo luật trừng phạt liên quan Biển Đông và Biển Hoa Đông có mã số S-1634, được bảo trợ bởi nghị sĩ Marco Rubio tại Thượng viện, và số HE-3508 được bảo trợ bởi nghị sĩ Mike tại Hạ viện. Dự luật trên vạch ra các phương án trừng phạt cụ thể. Theo đó, sau 60 ngày kể từ khi dự luật này được ký thành luật, chính quyền của Mỹ sẽ lên danh sách các cá nhân Trung Quốc có đóng góp vào các dự án xây dựng đảo nhân tạo, trạm cơ sở mạng lưới thông tin di động, cơ sở cung cấp điện và nhiên liệu dẫn đến cơ sở hạ tầng dân sự ở Biển Đông đang bị tranh chấp. Danh sách sẽ bao gồm cả những cá nhân người Trung Quốc liên quan trực tiếp lẫn gián tiếp trong các hành động đe dọa đến hòa bình, ổn định của Biển Đông tại những khu vực đang được kiểm soát bởi một thành viên
trong ASEAN. Và sau khi có danh sách các cá nhân vi phạm ở trên, thì chính quyền Mỹ sẽ tiến hành các biện pháp trừng phạt nhằm vào các đối tượng này. Nổi bật có biện pháp như ngăn chặn hoặc cấm giao dịch các tài sản mà đối tượng đang sở hữu trực tiếp hoặc tài sản mà đem lại nguồn lợi cho đối tượng tại Mỹ, và không cấp visa vào Mỹ, nếu đang có visa thì sẽ hủy visa. Những người vi phạm còn có thể chịu nhiều hình thức trừng phạt khác liên quan đến tài chính. Đây là các biện pháp trừng phạt mạnh mẽ hơn rất nhiều chế tài, chứ không chỉ hạn chế giao thương như cách thức trừng phạt mà chính quyền của Tổng thống Donald Trump đang tiến hành. Vì thế, đây chính là dư địa chính sách để Tổng thống tân cử Biden có thể khai thác nhằm trừng phạt Trung Quốc liên quan đến vấn đề Biển Đông. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo .d ngày hôm nay thứ năm ngày 21 tháng 1 năm 2021 với bản tin Chính quyền Biden cứng rắn với Trung Quốc nhưng liên kết với đồng minh. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .d để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo .d.